Like Yeah, chưa? Hello. hey, xin chào các Xin chị. chào, xin chào hai em. Xin chào Dạ. Hằng với Helen. Xin chào các Dạ, bạn. chị em. Vâng, em xin chào chị Hằng và chị My Lan. Hôm nay lại ba chị em mình hơi lỡ một chút bởi vì là đã hẹn với tất cả mọi người là mình sẽ thường xuyên go live vào tối 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Tuy nhiên là ngày hôm qua thì ba chị em có việc đột xuất và không thể nào mà dành được cái thời gian 8 giờ đấy, cho nên là dành rất là xin lỗi mọi người, và ngày hôm nay ba chị em lại quay trở lại trên page của cả ba chị em luôn. Đó thì với cái chủ đề của ngày hôm nay thì mọi người cũng đã được Helen và các chị cũng đã giới thiệu rồi, là một chủ đề khá là hot và mọi người cũng rất là băn khoăn trong trong cái thời gian vừa rồi, thì càng băn khoăn hơn bởi vì cái thời mà mình bị ảnh hưởng bởi Covid ý, ảnh hưởng đại đại dịch ý, thì ảnh hưởng đó nó đã tác động đến cái công việc của mọi người rất là nhiều, và cũng có rất là nhiều bạn băn khoăn là giữa quyết định là mình sẽ start up hay là mình vẫn cố gắng để mà tìm kiếm một cái công việc full time 8 giờ một ngày và đi làm cho một công ty nào đó, thì đấy cũng là một cái trăn trở của như Helen thấy là cũng khá là nhiều bạn và đặc biệt là các bạn trẻ. Thì ngày hôm nay ba chị em mình đã lấy cái chủ đề là cái độ tuổi nào thì chúng ta nên khởi nghiệp, và với khi mà chúng ta khởi nghiệp thì những cái yếu tố nào mà chúng ta cần phải lưu ý để có thể có được những cái sự khởi đầu thành công. Thì đấy là cái chủ đề của ngày hôm nay. Thì trước khi mà ba chị em trao đổi về cái chủ đề này thì chắc là chị em mình cũng giới thiệu lại một chút để cho các bạn ở trên page của ba chị em biết là một chút thông tin về cả ba chị em mình. Thì em mời chị Milan trước đi ạ. Chị cảm ơn Helen, chào hai em Hằng với Helen và mình lại gặp nhau. Chào các bạn trên trang cả ba trang của ba chị em mình và các bạn đang xem live cũng như là xem buổi phát lại thì các bạn có múi giờ khác nhau. Thì cũng giới thiệu lại cho các bạn mới mới thăm mới xem cái live này lần đầu thì mình là Milan đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay cũng đang định cư cùng gia đình ở Úc. Cũng đang có công việc riêng và cũng là vận hành cái kinh doanh kỹ thuật số cùng với hai em ở đây. Cảm ơn các bạn theo dõi Vâng, em live. cảm ơn chị. Dạ. Em cảm ơn chị Milan ạ. Thế chắc là chị Hằng giới thiệu một chút với chị ạ. Ok, cảm ơn em Helen. Chào hai chị em và chào tất cả các bạn đang follow page của cả ba chị em cũng như có tình cờ xem lại cái bản phát lại về sau nhé. Thực sự là rất là vui bởi vì là hôm qua thứ sáu thì lẽ ra là ba chị em live như định kỳ là 8 giờ tối Việt Nam hoặc là 11 giờ đêm giờ Sydney đúng không ạ? Nhưng mà vì có việc bận đột xuất thành ra chuyển sang ngày thứ bảy thì đã có bạn nhắn cho mình hỏi rằng là ô thế mấy chị em không go live à? Wow, đấy là tuyệt vời, chứng tỏ là một người theo sát chị em mình đúng không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã yêu mến và luôn luôn follow page của chị em mình cũng như các buổi trò chuyện. Thì với những bạn nào mà lần đầu tiên nhìn thấy mình go live như thế này thì mình là Hằng, hiện tại đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình. Mình có hai bé trai ở độ tuổi teen vẫn đang làm quản lý ở một công ty xây dựng. Thế còn với gọi là Digital Business này thì mình làm được hơn 3 năm một chút xíu rồi và thực sự là vui và rất là tự hào khi mà cộng đồng các nhà doanh nghiệp kỹ thuật số người Việt ngày càng thành công trên toàn cầu và thông qua cái mô hình kinh doanh này thì mình được làm bạn rồi làm đối tác rồi làm chị em rất là thân thiết, như là hôm nay chẳng hạn chuyện trò với hai chị em chẳng hạn liền thì mấy tuần nay nhỉ, tuần nào cũng gặp nhau đúng không? Đó thì rất là chị Rồi, em lại quay trở lại ngày hôm nay rồi nhường sân khấu lại cho em Thailand. rồi. Vâng, em giới thiệu một chút về bản thân. Thì em là Helen và hiện nay cũng đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em có hai bạn nhỏ, một bạn thì học cấp 3 và một bạn thì năm nay nhỏ xíu, à cũng không nhỏ xíu lắm, là lớp 4. Lớp 4 rồi. Thì em vẫn làm công việc full time job tại ngân hàng, và hiện nay thì cũng giống như hai chị là em cũng làm chủ một doanh nghiệp kỹ thuật số của riêng mình. Thì đó thì lý do vì sao mà ba chị em mình đều chọn thêm một cái công việc để gọi là em, với em thì đó là startup của riêng em đấy. Gọi là startup luôn á. Thì chắc quay lại cái chủ đề của ngày hôm nay thì em cũng muốn hỏi hai chị một chút là các chị nhận định như thế nào về cái xu hướng startup hiện nay của mọi người, tức là đặc biệt là các giới trẻ, thì các chị nhận định như thế nào cái xu hướng về startup ấy?
trên ở Việt Nam cũng như là ở như chị Milan là ở Úc thì là các cái xu hướng đó nó có sự khác biệt gì giữa Nam và Úc không? Thì chắc em mời chị Hằng đầu tiên đi. Ok, cảm ơn em. À, nói về startup tức là khởi nghiệp ấy thì chị thấy rằng là bây giờ các bạn trẻ thì có cơ hội tiếp cận tới nhiều nền tảng, được sử dụng công nghệ rồi có nhiều các công cụ hỗ trợ hơn. À, các bạn mạnh dạn hơn, dám nắm bắt cơ hội và dám khởi nghiệp từ trẻ ngay khi có thể là các bạn start ngay. Thậm chí là có những bạn còn chưa ra trường đi làm, đang lứa tuổi học sinh sinh viên cũng đã start up ngay. Thì cứ có đến đâu start up đến đấy, và thực sự là thấy rất là ngưỡng mộ các bạn ấy, và rất nhiều người thành công giàu lên một cách nhanh chóng chỉ sau có một thời gian ngắn thôi, phải công nhận là ngưỡng mộ thật. Thì một mặt đó là cái gọi là cái lợi thế của cái môi trường tạo cho các bạn ấy, của thời đại của công nghệ, và nhìn nhà nhà khởi nghiệp, người người khởi nghiệp, đi đâu thấy ai đó bắt tay vào khởi nghiệp cái gì đó, đúng không? Thì đấy là một là cái phần yếu tố khách quan. Còn về yếu tố chủ quan ấy, thì các bạn ấy được đào tạo trong cái môi trường năng động, nhanh nhẹn, được thúc đẩy các bạn là sẵn sàng khởi nghiệp, sẵn sàng lao ra ngoài kia làm. À, nắm bắt lại cơ hội, chớp lấy cơ hội, chớp thời cơ và phải làm nhanh, làm ngay. Đó thì thành ra là chị thấy là đặc biệt là thị trường Việt Nam ấy thì thấy các bạn trẻ rất là giỏi. Thì đấy, đây là cái nhận định của em ấy, thì không biết là ở bên Úc, chị Milan ở bên đó sống lâu năm thì chị thấy nó có khác gì so với ở bên Việt Nam không chị? Vâng. Nói chung là chị cảm ơn ha câu hỏi của Helen và chia sẻ của Hằng. Nói chung là nếu mà nói về khởi nghiệp thì chắc là không có cái định nghĩa nào cho lứa tuổi nào hay là khi nào. Ở đây thì mình đang nói về các bạn trẻ nhưng mà thực ra có những người lớn tuổi cũng vẫn khởi nghiệp em đúng không? Như chị Dạ. chẳng hạn, chị vẫn với kinh doanh kỹ thuật số thì cũng là khởi nghiệp giống như nãy Helen nói đấy. Dạ. Thì chị không nắm được cái dữ liệu của thị trường nhưng mà nói chung là nếu mà mình nói Úc với Việt Nam thì theo một cái góc nhìn của chị thì cũng có cái khác biệt đó em, khác biệt bởi vì ở Việt Nam mình thì gọi là nếu về các điều kiện kinh doanh này, các cái sự hỗ trợ nó rất là linh hoạt nhiều vấn đề lắm, nhiều khía cạnh lắm, từ chỗ định địa chỉ kinh doanh cho đến giấy phép kinh doanh cho đến số vốn kinh doanh rất là dễ dàng hơn nhiều so với ở bên Úc thì cũng rất là nhiều các bạn cũng nhiều dự án. Nói chung nếu mình nói là về startup về khởi nghiệp thì ở đâu cũng có chương trình Shark Tank đó. Đó có nghĩa là rất là nhiều. Thế tuy nhiên là Bên mạng chỗ chị Milan bị đứng rồi. Chị mới nghĩ ra một cái ý tưởng như này nữa là hồi xưa thì mình cứ nghĩ là khởi nghiệp nó là cái gì đó cực kỳ là to tát, cực kỳ là vĩ đại, nó phải những cái gì kiểu trên tầng vĩ mô ấy. Nhưng sau này thì mình thấy là không phải. Cứ bắt tay vào làm một cái gì đó mới, một cái kinh doanh nào đó, có thể là mua bán thương mại, có thể là có thể là về công nghệ, hay túng lại bất cứ một cái mảng nào đó, sản phẩm hay dịch vụ nào đó mà có thể mua đi bán lại và tạo ra dòng tiền, đấy là khởi nghiệp rồi. Thế thì cho nên là mình chị nghĩ lại hồi xưa là chị nhớ chị nhỏ xíu đấy, học cấp 2, cấp 3 là mình cũng đã bắt đầu đi mua cái này và bán cái kia, chị rất thích đi mua bán như thế, thì mình nghĩ là, có khi đấy cũng là khởi nghiệp ấy chứ nhỉ, chứ đâu cần bạn phải thành lập một công ty, một cái văn phòng hoành tráng, rất nhiều nhân viên, có nhà xưởng sản xuất, hay là nó phải số vốn rất nhiều, vân vân mới là khởi nghiệp đâu, không phải đâu. Mà rõ ràng là cứ tạo ra dòng tiền một cách minh bạch nhé, mình ở đây mình nói là luôn luôn minh bạch và chính thống, hợp pháp luật, nộp thuế chẳng hạn đó, thì là đều có thể khởi nghiệp được, đúng không? Và mình thấy về các bạn trẻ khởi nghiệp rất là sớm. Trong chương trình Shark Tank chị rất nhớ là có cô bé bóng trẻ bưởi, nó không biết Helen có nhớ các bạn đấy không, cái case của bạn bóng trẻ bưởi thì mình rất là ngạc nhiên. Hồi xưa mình bảo làm sao mà trẻ con lại khởi nghiệp được nhỉ, nó phải người lớn, nó phải già dặn, nó phải có kinh tế, nó phải có kinh nghiệm nó mới khởi nghiệp, sao bé bóng trẻ bưởi khởi nghiệp được đấy. Phải có nhớ. Chắc Helen nhớ đâu. Thì chị nhớ là hồi xưa chị cũng vậy, hồi bé xíu là cấp 2 thì đã bắt đầu đi làm cũng giúp bố mẹ. Đó thì tất nhiên là hồi đấy là tiền thì mình làm gì có, mà ví dụ bố mẹ cho mượn để mình đi mua kem xong mình bán chỗ kia đấy, cái đấy xong mình mua đó thế là mình bán chỗ kia. Wow, đấy cũng là một kiểu khởi nghiệp, chị nhớ là khởi nghiệp nhỏ nhỏ, tức là nhỏ nhỏ bắt chuột nhỏ kiểu thế đó. Nhưng mà hồi đấy chắc là mình không nghĩ đấy là việc khởi nghiệp đâu chị ạ. Em Đúng cũng thế đấy, em hồi mà sinh viên á thì rồi. là em cũng cứ nghĩ nghĩ đến bất kể một cái cơ hội nào bán hàng hoặc kinh doanh thì là em cũng thử hết, ví dụ như là bán hoa này rồi bán bút bi này rồi thậm chí thì Wow. bán mẻ thuốc này là em cũng thử hết. Nói chung là hồi đấy là mình muốn kiếm tiền, thực sự là mình Ừ. muốn kiếm tiền, là mình làm tận những cái gì có thể kiếm được tiền. Nhưng mà thực sự hồi đấy em nghĩ là những cái thứ mình làm nó nhỏ quá, nó không phải là khởi nghiệp đâu.
Khởi nghiệp cần làm phải đúng như chị Hằng nói, là cái gì đó nó phải to tát, nó phải có thương hiệu, nó phải có biển hiệu rồi cái gì đấy. Còn mình đây thì chỉ có làm, như làm xong một vụ là thôi, lại dừng, lại vụ sau lại nghĩ cái khác để làm. Thì thực sự là hồi xưa là em nghĩ em cũng như thế, em giống chị đấy, chắc là có thể là do là mình học ngoại thương cùng nhau nên là Thế nhỉ, dân ngoại cái thương. cách Vừa rồi chị Mi Lan bị out ra thì hai chị em đang nói về cái việc đúng rồi, cái là mạng chị cũng xin lỗi các bạn đang xem cái mạng mấy này không biết là bị làm sao đấy, cho nên là cũng nhấp nháy nhấp nháy. vâng. Ok, thì nói chung là cái ý kiến của chị nói xe lại chỗ đó một chút xíu là nó cũng sẽ có một sự khác biệt. Vậy thôi, chứ còn khởi nghiệp thì độ tuổi nào, theo như thực tế thì độ tuổi nào miễn là mình có đủ đam mê động lực đó là mình khởi nghiệp thôi. Nhưng mà nói chung nó cũng có nhiều một vài cái yếu tố nó liên quan như vậy đó. Thì bây giờ em nghe rõ không, em có nghe rõ không đấy, chị cũng nghe được hai em nói đấy. Có, em Nhưng nghe mà rõ nó cũng nhấp nháy. Ok, ạ. Vâng. thì em lúc mà chị Helen, à chị Milan đã off cái chat, em với chị Hằng đang đang nói chuyện với Có, nhau chị là có nghe. vâng. À, chị nghe mà lúc Hằng Hằng mải nói quá cho nên không cho chị vô. Vâng, em thấy Năm chị ao lắm, là hai chị em cứ luyên cũng thấy nói thuyên nghe thấy nói luyên khởi nghiệp tùm lum, nhiều 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 khởi nghiệp lắm. thuyên. Vâng. Vâng. Thì đấy, thì em mới đang nghĩ ra một cái nữa là ban nãy chị em mình có nói rằng là các bạn trẻ khởi nghiệp rất là sớm, thành công sớm thì nhiều có sự hỗ trợ bên ngoài bên trong ạ. Thế nhưng mà như thế thì không có nghĩa rằng là chỉ những người trẻ mới khởi nghiệp được đó. Ví dụ như chị em mình là tầm tuổi trung niên chẳng hạn, thế thì chẳng nghĩa bảo là bây giờ mình không còn trẻ mình không khởi nghiệp nữa à? Thì không phải như vậy đúng không ạ? Thực ra thì hoàn toàn là tuổi nào cũng có thể, miễn là bạn có muốn khởi nghiệp hay không mà thôi, đúng không? Và như em với Helen vừa chia sẻ đấy, thì khởi nghiệp không cần thiết nó phải là vĩ đại và to tát, nó phải thương hiệu biển hiệu một cái gì đấy hoành tráng, nhỏ nhỏ thôi nó cũng là khởi nghiệp, miễn là đem lại một cái giá trị nào đó, miễn là đem lại dòng tiền nữa, đem lại thu nhập thì đấy là khởi nghiệp. Thế cho nên là kể cả các bạn trẻ, các bạn trên dưới 30, các bạn trên dưới 40 như chị em mình chẳng hạn, rồi thậm chí 50, 60, 70 vẫn khởi nghiệp được mà, có vấn đề gì đâu, đúng không? Đúng rồi. Đó thì thế thì khởi nghiệp Ra thì em đang tính xem là liệu thì khởi nghiệp thì mình cần phải sử dụng những đòn bẩy gì không nhỉ, hay là mình cứ thế này mình khởi nghiệp này theo hai chị em. à, Có gì chị khởi nghiệp đấy. chị thì chị chia sẻ như thế này, tại vì cái này thì cũng phải là cái, tại vì thực ra nếu mà nói mà đúng như cái độ tuổi bây giờ mà như các bạn bây giờ thì lúc đó thật sự là bọn chị, tại vì cái thời điểm khi mình đi học xong á, mình đi làm á, thì cũng là đi làm công ăn lương thôi. Nhưng mà thực ra cái đó nó vẫn là đúng đúng cho mọi trường hợp, bởi vì cái đó cũng là cái mình coi cái đó giống như một cái bước đầu tiên trong cái sự nghiệp của mình vậy đó. À, nó làm cái bước đầu tiên. Còn khi mà cũng có những bạn đi làm hoài như vậy, nhưng cũng có những bạn như như là trường hợp của chị ấy, thì mình vẫn cứ gọi là nhen nhóm một cái ý tưởng, mình phải có một cái gì đó của mình đó, thì để mình gọi là chữ làm riêng đó, đúng. Bây giờ thì mình gọi là khởi nghiệp đó. Thì thực ra thì theo các chuyên gia thì họ cũng nói rằng là khi mà mình đi làm ở một cái số năm mà mình gọi là trong cái quá trình đó mình học về kinh nghiệm tốt rồi nè, tích lũy đủ kiến thức và những cái kỹ năng mình có rồi, đồng thời có vốn nữa, thì lúc đó bắt đầu nhen nhóm sang, bắt đầu mình tìm các cái phương pháp để mình khởi nghiệp hoặc là mình đầu tư đó. Thì phải chuẩn bị được vốn tài chính của mình và cái kiến thức. Thì nói chung làm á, thì mình cũng phải là như, tại vì vừa rồi Hằng nói là xem khởi nghiệp như thế nào thì có phải cứ muốn khởi nghiệp là khởi nghiệp hay không, cho nên nó cũng có một số cái chú ý như vậy, là mình cũng phải xem hiểu mình là mình đam mê cái gì nữa. Mình tại vì khi mình đã làm rồi á, mình có cái số vốn tích lũy mình đưa vào mình làm cho mình, thì có khi nó còn vất vả hơn là cái mình đi làm ăn lương. Tuy nhiên á, là khi mình làm ăn lương nó là một cái mà gọi là thu nhập chủ động, còn bây giờ mình đang đi vào cái thêm một cái nguồn thu nhập nữa, và nếu mình làm tốt thì nó lại chuyển sang cái gọi là thu nhập thụ động đó. Thành ra nó phải đam mê, nó phải kiên trì và nó cho mình cái động lực mình làm đấy, thì nó cũng phải 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 gọi là theo những cái mình gọi là cái gì, kinh nghiệm của những về về chuyên gia tài chính, những cái chuyên gia khởi nghiệp đó. Thì cái ý kiến của chị là chị chia sẻ như vậy. Chứ không Dạ. phải oạch cái ra khởi nghiệp xong cái là có nhiêu tiền vừa tiết kiệm xong nó lại hết mất thì hỏng. Em nghĩ như thế này. Thực ra nhá, bây giờ em thấy rất là nhiều bạn trẻ, bạn ấy thực sự là xông pha ra khởi nghiệp ngay lập tức,
Nhiều bạn còn Ừ. khởi nghiệp ngay cả khi là đang còn ngồi trên ghế nhà trường cơ. Sinh viên cũng khởi nghiệp rất là nhiều luôn. Nhưng mà em thì em muốn nói đến cái độ tuổi là các bạn ấy cũng vừa mới ra trường, các bạn ấy vừa học xong thì nhiều bạn cũng đã mở rồi kinh doanh rồi mở công ty. Em nghĩ là như thế rồi có rất là nhiều bạn ấy cũng rất là mạnh dạn gom nhóm lại để làm một cái gì đó cùng với nhau. Đúng rồi. Thì em nghĩ rằng là để mà làm tốt ấy, kiến thức mà trong nhà trường thì nó vẫn là luôn luôn cần, nhưng mà không có nghĩa là chỉ cần mình cái kiến thức đó đâu, mà em nghĩ có hai cái đòn bẩy mà chắc là ai khởi nghiệp cũng phải nên, em nghĩ thôi, đây là quan điểm cá nhân em nhé. Thì thứ nhất ấy là mình cần nên có một cái chút kinh nghiệm nào đó, tức là để mình cọ sát ở bên ngoài một chút, mình có một cái kinh nghiệm của người đi trước một chút, và cái thứ hai là mình cũng có một chút vốn. Chứ thực sự là nếu mà nói là khởi nghiệp mà mình bảo là mình không có cái gì mình muốn làm lắm, mình cứ hô lên là mình muốn làm, tôi muốn khởi nghiệp nhưng mà không có vốn thì rất là khó. Thì cái điều đó làm thế nào để có được vốn, vốn ít hay vốn nhiều thì mình cũng phải dựa trên cái tình hình tài chính của mình, và cũng cái mong muốn cái loại hình mà mình muốn khởi nghiệp nó đòi hỏi cái nhu cầu vốn như thế nào thì mình cũng phải lựa chọn. Lúc đầu thì có thể làm nhỏ, sau đấy thì mình sẽ có cái đòn bẩy về tài chính rồi mình có thể phát triển nhiều hơn. Đó thì em nghĩ luôn 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 là phải có một cái chút vốn, chứ không thể nào mà không không có một tí nào. Vốn ở đây là kiến thức và vốn ở đây là tài chính, thì phải có hai cái Đúng. đòn bẩy đó thì nó sẽ rất là cần thiết Đúng cho các bạn để rồi. các bạn bắt đầu. Thì không biết Chính chị xác. Hằng nghĩ sao? Chị Hằng nghĩ Ông đúng. sao? Mình chính Đang xác là em. Vốn với kiến thức là chính xác đấy. Ừ. Vâng, em thì đang nghĩ là này, Helen chia sẻ rất là chuẩn luôn về hai cái thứ rất là quan trọng cần phải chuẩn bị. Thế nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình cứ chờ đến bao giờ đủ vốn rồi chờ bao giờ mình có đủ kinh nghiệm thì nghe nó rất là khó, bởi vì sao? Thứ nhất, có đủ kinh nghiệm thì nếu bạn không làm thì làm sao bạn có kinh nghiệm được? Chắc chắn là bạn phải làm cái ngành mà có liên quan cái việc bạn định khởi nghiệp thì bạn mới có kinh nghiệm và có kiến thức để làm. Cái thứ hai, nếu mà chờ vốn ý, thì thực sự nó cũng là một cái bài toán cũng rất là khó, vì là vốn thì bao giờ bao nhiêu cho nó đủ, vân vân vân, đúng không? Thì em mới đang nghĩ về cái mảng mà digital business online mà chị em mình đang làm này, cái kinh doanh kỹ thuật số này, thì ở trong cái mô hình kinh doanh này thì mình hoàn toàn có thể sử dụng đòn bẩy vốn. Thì có phải là có thể là bản thân nếu như bạn tự chuẩn bị được thì rất tốt, còn nếu không thì rất nhiều người sử dụng phương án đi vay. Đấy, thế thì tức là chúng mình phải sử dụng đòn bẩy của những bạn bè, người thân, ngân hàng để mình có vốn. Chứ đừng chờ đến lúc là ôi ví dụ tôi cần từng này tiền, tôi phải chờ bao giờ tôi tích lũy đủ tôi mới start thì nó lâu quá. Mà trong cái quá trình chờ thì không biết là cái gì nó xảy ra nữa, bởi vì cuộc sống mà nó sẽ up, nó sẽ down, nó có rất nhiều thứ xảy ra. Thì có khi đến lúc mà giả sử có thể là bạn chuẩn bị hòm hòm vốn nhưng có một cái điều gì khác xảy ra, thôi bạn lại bỏ cái đoạn khởi nghiệp gác lại, nó không làm được nữa. Đấy, như vậy là cần phải sử dụng đòn bẩy về vốn là có thể bạn bè, có thể người thân, có thể ngân hàng. Ví dụ ngân hàng là có thể credit đúng không ạ? Tín dụng hoàn toàn có thể làm được đúng không ạ? Có những bạn thì cầm cố tài sản tùy, tức là mỗi một người sẽ có những cái phương án sao cho khởi nghiệp một cách gọi là phù hợp nhất với bạn đấy, và cái bạn đấy sẽ phải có, tức là cùng với cả người coach của mình sẽ giúp bạn ấy vạch ra là sẽ đi theo hướng nào là phù hợp nhất cho bạn đấy, đúng không ạ? Đấy, về 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 cái digital business chị mình đang làm như vậy nhé. Một là vốn, cái thứ hai là hoàn toàn có thể sử dụng cái đòn bẩy về mặt thời gian. Em sẽ sử dụng đòn bẩy về mặt thời gian cực kỳ là tốt, bởi vì sao? Nếu như mình chỉ làm công ăn lương thì rõ ràng là mỗi ngày ấy, mình chỉ bỏ ra 8 tiếng, 10 tiếng, cố lắm chắc được 12 tiếng một ngày, đúng không ạ? Như thế là làm theo lâu dài sẽ bị kiệt sức. Nhưng mà với cái bảng digital business, bởi vì mình làm online, mình hoàn toàn có thể linh hoạt làm một ngày 1 tiếng, 2 tiếng cũng được. Đấy, nhưng mà nếu một mình thì chỉ có 1 đến 2 tiếng, nhưng nếu mình có 10 người cùng làm với mình thì mình lại có là 10 tiếng, 20 tiếng. Nếu 100 người thì sẽ là 100 tiếng, 200 tiếng một ngày. Vì rõ ràng đây là cách mình sử dụng đòn bẩy về mặt thời gian. Đó, thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều là việc một mình lọ mọ đi làm. Một mình làm không thể nào làm hết được, mà rõ ràng là phải có một cái teamwork nữa. Và mọi người hay nói là teamwork thì makes dream work, tức là khi mà mình teamwork tốt thì sẽ làm cho giấc mơ mình sẽ trở thành hiện thực được. Thì em thấy là đấy là cái thứ hai là đòn bẩy về mặt thời gian. Một cái nữa đòn bẩy nữa đó chính là đòn bẩy về mặt những hệ thống, mà những cái công cụ mà hệ thống cung cấp cho mình. Đấy, về mặt công nghệ chính xác luôn. Tức là nếu mình không thạo về công nghệ mà mình cứ chờ để bao giờ mình có kinh nghiệm, mình có kiến thức về công nghệ thì trời ơi, làm bao giờ mới xong ạ. Sự học là suốt đời mà, học đến bao giờ? Có khi mình học đến đoạn này thì công nghệ là đi tận đây, và mình học đến đoạn đây thì công nghệ đi tiếp lên trên, không có chạy không kịp mất. Thế thì mình phải sử dụng về mặt công nghệ, mình sử dụng đòn bẩy về mặt công cụ, mình sử dụng những cái công cụ mà người ta đã sẵn có, người ta cung cấp cho mình để mình làm việc. Đấy, thì cái digital business mà chị em mình đang làm là rõ ràng là cung cấp cho chị mình
full package có đầy đủ công cụ trong đó, có cả mindset, gọi là tool set, mindset, skill set đúng không, để mình có thể làm được kinh doanh này. Thì phải thấy là đấy là lý do tại sao mà trong cộng đồng chị em mình đang làm ấy, bất kể lứa tuổi nào, bất kể background nào, kinh nghiệm nào đều có thể làm được business này, bởi vì người ta biết tận dụng đòn bẩy đó. Chứ nếu mà cứ một mình một cá nhân vào làm mà phải chờ đầy đủ hết mọi thứ thì lâu lắm đúng không ạ? Thì không biết là chị Helen nghĩ gì về về cái việc mà chúng mình được sử dụng đòn bẩy như vậy trong hệ thống của chị? Chị Milan, chị có ý kiến gì không? Em nói Helen, thế nên chị nghĩ là em đang hỏi Helen. Chị Mỹ Lan là người mà đã làm các cái khởi nghiệp cũng như chị làm về kinh doanh truyền thống rất là nhiều, chị rất là có kinh nghiệm á, trong về về run các business khác nhau ấy. Thực ra thì chị cũng phải nói một cái điều rất là rõ ràng như này này. Ví dụ như là chị nói về chị đi, thì ngay từ khi mà mình bắt đầu đi làm á, thì đúng như là chị ấy, thì chị cũng không chờ đến khi chị đủ vốn, là Yeah, bởi chuẩn vì luôn. ví dụ như mình nói là đợi đợi tô phở này đến khi nào mình đủ tiền ăn, nhưng mà đến khi mình đủ tiền thì tô phở nó lại tăng giá lên mất Đúng kiểu vậy đó. Thế nhưng mà tức là khi khi mà ngay cả ví dụ như mình làm mình muốn mua một cái xe hơi đầu tiên của chị mua cũng vậy, nên là vì khi mình nghĩ mình cần một cái xe hơi, cái lúc đấy là vì mình lái xe mà con mình nhỏ đó, thế này là mình đi một lần, chị mà đi qua mình nhìn thấy, tại mình phải đi làm em, nhiều khi mình đi về trễ mà mình đi với con như vậy thì nó gió máy quá, thành là mình nghĩ là mình phải học xe hơi, phải học lái xe hơi, học lái xe hơi trước thì phải mua xe hơi. Thì em biết mà, khi mới đi làm thì mình đâu có đủ tiền để mình mua một cái xe hơi, nhưng mà và mình vay, thì khi mình vay mà mình lái được xe hơi thì khi mình thấy con mình nằm ngủ trong cái đằng sau mình rất là hạnh phúc. Tuy nhiên á, thì cái sự mà mình phải đi vay á, mà hay là cần sử dụng cái hỗ trợ từ ngân hàng á, thì ai cũng vậy thôi, chị nghĩ là họ đều tính toán được cái bài toán để làm sao mà trong 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 thời gian ngắn nhất họ sẽ xử lý được cái phần vay vay vốn đấy, hoặc là trong một khoảng thời gian bao lâu đó, có nghĩa rằng họ phải tính toán được cái bài toán cân đối về tài chính để mà mình tránh vào những cái trường hợp bị rủi ro tài chính, vì như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều khủng hoảng. Thì đấy là trong trường hợp, và nó cũng không phải một lần vài lần như vậy, chứ không phải một lần. Thế thành ra là chị nghĩ trong cái như vừa rồi Hằng nói ấy, thì đúng là đã khởi nghiệp mình cần vốn và kiến thức. Thì khi kiến thức mà mình đã định vị được và mình xác định được cái ngành kinh doanh ấy nó phù hợp với cái mong muốn của mình, và nó có thể đưa mình đến đạt được cái điều mà mình cần á, thì cái vốn đó cũng có thể là, nếu mình không có sẵn sàng thì mình cũng tính toán được cái phần vốn. Đặc biệt trong cái kinh doanh mình đang làm á, thì nó cũng là cái vốn nó đã được tính toán và cân chỉnh rồi, nó gọi là nó cũng ở một cái sự chọn lựa tùy theo những cái chiến lược đó. Thì đấy đấy là cái suy nghĩ của chị. Còn tất nhiên thì ở trong hệ thống này thì nhiều lắm. Bây giờ mình phải nói rằng nếu mà bạn nào mà quan tâm đến đến cái gọi là một cái mô hình kinh doanh, mà cái khởi nghiệp với kinh doanh này á, thì mình phải kêu gọi là bây giờ bạn cứ cứ tận dụng chúng mình đi tận tận dụng chúng mình đi, vì không phải là tận dụng hệ thống nữa mà tận dụng cả bản thân chúng mình nữa, bởi vì ở đây coach với lại những cái người mà gọi là có thâm niên chuyên gia kinh nghiệm á, thì nhiều lắm, rất là nhiều năm bên cạnh hỗ trợ về kinh nghiệm rồi rồi cái hệ thống. Tức là khi đúng đấy, tại vì từ hồi rất là mới khi đi làm, tại khi chị làm quản lý dự án ấy, bọn chị cũng linh hoạt. Em biết nó có một cái cuốn sách về làm việc có 4 giờ một tuần ấy. Tại cái lúc đó cái cuốn sách đã nói về dùng trợ lý ảo rồi. Thành ra khi có đôi lúc mình đã được gọi là mình làm 1 giờ thôi, nhưng mà trợ lý ảo nó làm cho mình thêm mấy giờ cộng cộng nữa. Thành ra đây là một cái hệ thống, và có khi mình chỉ cần làm ít thời gian nhưng mà cái nguồn thu nó sẽ đến từ từ những cái nguồn khác nữa. Đó, thì đấy là cái góc nhìn của chị. Em thấy thêm một điểm như thế này này, vì em nghĩ là kinh doanh hay là làm bất kể cái startup nào đó, mình cũng phải cần có một cái kinh nghiệm nào đó thì mình mới làm được. Kể cả là lúc start là mình chưa biết gì, nhưng trong quá trình làm thì đấy cũng là một quá trình là mình học hỏi và kinh nghiệm hơn. Thì ở cái digital business mà chị em mình đang làm này, em thấy là một cái là nó rất là hay ở chỗ là không cần đòi hỏi mình phải có cái kinh nghiệm
về cái lĩnh vực mà mình digital business mà mình đang làm ngay từ khi mình khởi nghiệp đâu. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang đứng trên sử dụng một cái đòn bẩy, đó là mình đứng trên vai hai cái người khổng lồ. Họ cung cấp cho mình một cái hệ thống và train cho mình những cái kinh nghiệm mà của những người đi trước, là những cái thứ cọ sát họ đã làm sẵn rồi, và họ đã xây dựng thành một cái hệ thống training site rất là bài bản và rất là đơn giản và dễ hiểu cho mọi người để ai cũng có thể học và làm đó. Thế còn nếu như ngày xưa mà mình đi khởi nghiệp thì mình cứ phải mày mò rồi mình đi hỏi hết người này người kia xem là nên như thế nào, làm như thế nào thì nó hiệu quả, thì bây giờ mình đã có sẵn được cái kinh nghiệm của rất là nhiều người giỏi tích lũy lại rồi và truyền lại cho mình, thừa hưởng lại những cái kinh nghiệm đấy rồi, thì cái con đường đi và khởi nghiệp của mình nó sẽ rất là đơn giản hơn là mình tự mày mò, đúng không chị? Đó thì em thấy là cái việc mà mình chọn cái khởi nghiệp nào cho mình ấy cũng phải rất là cân nhắc, bởi vì là vốn thì mình có thể có dùng đòn bẩy đúng không, nhưng kinh nghiệm thì thời gian thì đồng ý là như chị Hằng nói là mình sẽ phải dùng cái đòn bẩy về mặt thời gian, nhưng cái kinh nghiệm mà mình bỏ ra và những cái gọi là chất xám mình bỏ ra, thì mình nếu như mình đã được thừa hưởng một cái gì đó mà nó đã có sẵn rồi, có con đường đi rất rõ ràng rồi, có một cái bản đồ thành công rất là rõ, chiến lược thành công rất là rõ, thì mình sẽ rất đơn giản trong con đường khởi nghiệp của mình thay vì mình phải đi mày mò. Thì em nghĩ là các bạn mà nếu như đang muốn khởi nghiệp, nếu như mà đang muốn tìm một cái gì đó để làm và tìm một con đường cho riêng mình, làm chủ cho riêng mình ấy, thì các bạn hãy chọn cái con đường nào mà nó giúp cho mình nhanh nhất, và theo mình là nghĩ là nó sẽ là hiệu quả nhất ấy, bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng tất cả các đòn bẩy, chứ không đợi đến như chị Hằng nói là không đợi đến khi nào chúng ta hoàn hảo, chúng ta đầy đủ, thời điểm nào không có thời điểm nào là hoàn hảo để bắt đầu cả, thì hãy sử dụng và hãy tìm những cái mô hình, và trong đó thì cái digital business mà ba chị em đang làm ấy là một cái mô hình mà rất là đáng để cho các bạn tìm hiểu sâu hơn về cái đòn bẩy này, về cái kinh nghiệm này, về cả một cái hệ thống để giúp cho mình thành công một cách, tức là như nào, là dễ dàng hơn, con đường đi nó sẽ được rõ ràng hơn cho các bạn. Thì đấy là em nghĩ như thế, thì không biết các chị có nghĩ về cái business của mình nó mang cái nét như là em vừa nói không ạ? Nó có những yếu tố đấy đúng không ạ? Đương nhiên là như thế rồi, cho nên là mình mới chọn lựa đúng không? Helen chia sẻ cái phần đấy thì nhớ ra là cách đây vài hôm thì chị có làm cái coaching call với cả một bạn trong team, thì bạn quyết định là lựa chọn cái chiến lược gọi là the best of the best để bạn ấy đi. Thế thì có hỏi là vì sao em lại quyết định lựa chọn chiến lược đó trong khi em là một người rất là mới, bạn ấy cũng chưa làm kinh doanh bao giờ nhưng hoàn toàn là một người đi làm công ăn lương cho các công ty nước ngoài bao nhiêu năm rồi. Thế thì bạn bảo em, thì em có một cái cảm nhận ngay từ ban đầu khi em được tiếp cận với các chị, thì em thấy là một là em rất là tin đấy, mặc dù là hoàn toàn gặp nhau trên mạng xã hội nhé, nhưng bạn bảo là em rất là tin các chị. Cái thứ hai là em chứng kiến cái sự thành công của mọi người trong cộng đồng, rất 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 nhiều người thành công, mentor của em thành công, coach của em thành công, thì em tin là em cũng sẽ thành công đó. Và em biết là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà các chị đã có thì chắc chắn các chị sẽ chỉ cho em đi đi được và làm được thành công. Chứ nếu mà đi ra ngoài kia để có một người mà cầm tay chỉ việc, mentor mình hoặc là coach cho mình thì phải trả rất nhiều tiền, nhưng trong cái mô hình kinh doanh này thì không, tất cả là free đấy. Như chị Milan vừa nói là hãy tận dụng của chúng mình đúng không ạ, tức là tận dụng mentor, tận dụng coach, là cái sự support unlimited từ ở trong cái hệ thống này, thì đấy chính là cái vô cùng tuyệt vời đấy, cái đòn bẩy là chúng ta sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước để giúp chúng mình thành công. Thì nó cũng chính là cái ý của Helen, nói rằng là thay vì việc bạn phải chờ đợi, nào là chờ đủ vốn, nào là chờ có kinh nghiệm, nào là chờ đủ tuổi tác hay là đủ trưởng thành vân vân, không, thì chúng ta hãy tận dụng tất cả những cái đòn bẩy, tất cả những cái công cụ mà chúng ta được công được 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 được, được, được cung cấp. Thì cái business mà ba chị em mình làm thì đây là một cái mô hình mà ở đó nó quá nhiều công cụ, mà mình hay nói rằng là chúng ta được trang bị tận chân răng để chúng ta có thể làm business này, chỉ cần lắp ghép vào những cái mảng còn lại thôi, thế là làm là thành công thôi, ăn thua nhau chính là ai là người kiên trì thôi đấy. Trong hôm vừa rồi chị Mila rất tiếc ở bên Úc thì chị không được dự cái buổi của em đón chị Hương Asia là coach từ Mỹ về Việt Nam, có Helen cùng ạ, thì chị Hương chị có nói là business này không khó, nó chỉ có điều là quan trọng là ai là người đi đến cùng thôi, là người thắng lợi, người thành công, thế thôi. Wow, thì mình đấy thật luôn đấy. Đó, chị Phải Mila nghĩ chị là nói nó phải là những người nào mà dám làm, dám mạnh dạn đã chị ạ, xong rồi tiếp theo mới là kiên trì và đi đến cùng. Tức là đầu tiên các bạn phải phải vượt qua cái vùng an toàn và bạn đặt cái viên gạch đầu tiên để cho mình bước chân vào đã. Sau đó thì đúng là để thành công thì bạn chỉ cần kiên trì và kiên Đúng trì để đi đến cùng. Đó, thì em nghĩ là chắc là buổi ngày hôm nay chị em mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều các cái thông tin về mô hình rồi cách thức làm sao để mình khởi nghiệp một cách hiệu quả và thành công
dễ nhất. Thì cái business này của ba chị em thì đúng như chị Hằng nói là một cái business mà Helen nghĩ rằng là tất cả các bạn, các anh chị nên cởi mở để mà có thể tìm hiểu, biết đâu đó thì nó chính là những cái thứ mà anh chị đang tìm kiếm bấy lâu nay, các bạn cũng bấy lâu nay. Chị Thì không biết là chị để My Lan chị kể ờ thêm để cái chị chia để em mình không chị chia sẻ cái này một chút thôi, tại vì cái công việc hiện nay chị em mình đang làm á, thì ở đây là mình hôm nay là mình đang nói vấn đề khởi nghiệp, nhưng mà thực ra các bạn mà đang có một công việc hiện tại, có nghĩa là mình đang đi làm và mình đang có một công việc ổn định chẳng hạn, thì chị nghĩ rằng ai cũng có những cái kế hoạch để tạo thêm nguồn thu, vì giờ ai cũng biết được cái nguồn gọi là tăng thêm nguồn thu làm cái việc gọi là rất là cần thiết, rất là quan trọng luôn trong cuộc sống. Nhưng mà nếu có một ai đó, một bạn nào đó đã có rồi và có muốn thêm, hoặc là một bạn nào chưa có hoặc là cần có, thì thực ra ở đây nó có một cái rất rõ, khi mà một chuyên gia mà khi họ nói rất đơn giản về cái vấn đề như thế này, tức là họ họ giống như là họ ví thời gian nó giống như một cái đồ thị đời thời gian nó giống như một cái trục ngang, và cái lợi nhuận nó giống như một cái trục đứng. Thì khi mà mình làm và mình đi làm công ăn lương á, thì tại vì khi mà mình có giá trị, mình được tăng tăng địa vị lên thì cái thu nhập mình cũng tăng lên. Nhưng mà thực ra như vậy á, cái trách nhiệm của mình nó cũng tăng lên luôn, thu nhập tăng, địa vị tăng, trách nhiệm tăng lên. Thì cái đó mình làm trong vòng 8 tiếng hay có thể hơn 8 tiếng và mình có được cái đồng lương theo như quy định công ty trả. Nhưng mà trên thực tế là bạn ở cái địa vị nào cũng vậy, vị trí giám đốc, trưởng phòng, mà khi bạn ngắt ngắt công việc là lập tức cái thu nhập ngắt, có nghĩa là hết công việc là mình trở về con số không. Thì đấy mình gọi là nó đi theo một cái đường mà của cái đồ thị như thế này. Thì giờ thời gian tăng, thu nhập tăng, nhưng mà ngắt công việc là thu nhập ngắt. Thì đấy là cái việc mà đi làm công ăn lương, nó không có sai nhưng mà nó là như vậy, vì thực tế nó như vậy. Thế còn nếu như mình nghĩ đến một cái thu nhập khác, thì có thể ban đầu mình khởi nghiệp thì bao giờ cũng vất vả, không có cái gì mình gọi là dễ như là làm như là ban đầu mình phải gây dựng thì mình cũng phải có khi mình tốn thời gian nhiều hơn, bởi vì mình đang là cái động lực mình làm cho mình. Có khi mình chưa có thu nhập, nhưng khi mình xây dựng cái hệ thống nó đi vào cái sự ổn định và nó bắt đầu có cái đà đi lên phát triển rồi ấy, thì lúc đó nó định vị được á, thì cái lúc đó mình sẽ có cái nguồn thu. Và có khi nó sẽ tiến đến cái thời điểm, thì cái lúc đấy cái đường chéo nó sẽ đi ngược lại cái phần của chủ động kia, và thời gian nó sẽ giảm xuống, có khi không phải làm gì nữa mà cái hệ thống hay cái cỗ máy nó vẫn mang cái lợi nhuận về cho mình. Thì đấy, nếu như mình có một cái suy nghĩ về cái chuyện mà để tăng thu nhập, thì cái mô hình này của mình nó đi theo cái trạng thái gọi là tăng thu nhập, gọi là thu nhập thụ động. Thụ động là đến khi mà mình không cần phải làm gì, mình đạt được tự chủ rồi ấy, thì đến khi cái tự do chẳng hạn. Thì thực ra truyền thống cũng có những cái mô hình, cũng có những cái dự án làm rất là tốt, nhưng mà để bắt đầu không chưa cần kinh nghiệm nhiều mà để vào một cái mô hình như vậy, thì thật sự là chỉ có 10% còn lại là mình phải tiếp thu và mình gây dựng thôi, chứ còn tất cả các cái phần từ ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, chiến lược kinh doanh, trang web, giao diện đào tạo, rồi tiếp thị trực tuyến là đều được đào tạo hướng dẫn và có sẵn rồi. Thì đó, cái là chị muốn nói thêm là cái phần mà để cho những ai mà đang còn nghĩ đến thêm nguồn thu nhập hay là khởi nghiệp thì hãy tìm hiểu cái công việc mà hiện nay chị em mình đang chia sẻ. Dạ Đó. vâng, hay quá. Ừ, hay Chị quá, cảm ơn chị My Hằng Lan. thì có chị mình cũng Đấy, lời chốt khuyên lại như cho này các thôi, bạn. tức là mọi người đừng chờ có đủ rồi hãy khởi nghiệp, mà hãy khởi nghiệp để có đủ. Đấy, thế thôi. Và Ừ, hay khởi quá. nghiệp ngay Đấy, đừng chờ, thời điểm này now, đừng chứ chờ. đừng chờ nữa, đúng không? Ừ. Start now, start right now. Đấy, đấy Dạ. đoạn để cái chia sẻ cuối cùng. Vâng. Dạ vâng. Cảm ơn Ừ. hai chị. À, đúng là buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em nghĩ là chị em mình cũng có được rất là nhiều các cái thông tin để mà các bạn cũng tham khảo thêm. Những bạn nào đang còn lăn tăn thì chắc là các bạn như chị Hằng nói là đừng chần chừ, phải start start luôn đó. Thế còn nếu mà có những cái gì mà các bạn đang còn lăn tăn hoặc vướng mắc trong cái quá trình mà làm business
như là chị em tụi mình ấy, thì luôn luôn có coach và mentor đồng hành rồi, nên các bạn hoàn toàn yên tâm tận dụng các cái kiến thức, những cái kỹ năng và kinh nghiệm của những người đi trước, là thì chúng ta sẽ rút ngắn hơn cái con đường khởi nghiệp, làm dễ dàng hơn cái con đường mà chúng ta sẽ đi đó. Thì đấy là những cái lời mà ba chị em mình hôm nay muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người. Thì chắc là buổi ngày hôm nay chị em mình cũng xin dừng ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong tuần tới, và lại quay trở lại với múi giờ start của talk show này là 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần đó. Giờ Thì mình vâng, à, chị cảm ơn cảm ơn hai em, và chúc cuối tuần vui vẻ, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nữa. Dạ Chúc vâng, mọi nghe người xin cuối chào tuần mọi vui người, chúc mọi người nha. vui vẻ nha. Chào nhé, Bye bye bye. bye.